Ảnh thực tế VinFast VF9 xuất hiện tại Lạng Sơn, nội thất là tâm điểm. Hình ảnh thực tế của VinFast VF9 tiếp tục xuất hiện tại Lạng Sơn để chuẩn bị đưa sang Trung Quốc nghiên cứu và thử nghiệm. Sau khi xuất hiện tại Hải Phòng, VinFast VF9 tiếp tục được bắt gặp tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để chuẩn bị đưa sang Trung Quốc phục vụ cho mục đích nghiên cứu và thử nghiệm. Trước đó, hai mẫu xe VFE34 và VF8 cũng đã từng trải qua công đoạn này. Trong những lần xuất hiện gần đây, khách Việt hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng vảy ngoài không lớp ngụy trang của VinFast VF9. Trong đó nội thất của xe cũng dần lộ diện với thiết kế sang trọng và hiện đại. Cụ thể, VF9 sở hữu ghế ngồi kiểu thương gia ở hàng ghế thứ hai cùng chất liệu bọc da. Bộ lăng xe được dán kín vào màn hình cỡ lớn đặt ở trung tâm, theo công bố trước đó là màn hình 15,6 inch. Xe có các cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Tại Việt Nam, VinFast VF9 có hai phiên bản Eco và Plus cùng giá bán lần lượt hơn 1 tỷ 443 triệu đồng và gần 1 tỷ 572 triệu đồng. Xe sẽ bắt đầu được bàn giao từ cuối năm nay. VF9 sở hữu ngoại hình đúng chuẩn phong cách SUV full size cơ bắp. Đầu xe xuất hiện là thiết kế hình khối, thể hiện rõ sự mạnh mẽ của người Anh cả trong gia đình VinFast. Những mảng dập nổi lớn trên nắp capo nhấn mạnh vẻ hầm hố cho xe. Hệ thống đèn pha sử dụng công nghệ LED Matrix hiện đại cho khả năng chiếu sáng vượt trội, được đặt ngay phía dưới đèn ban ngày. Khe gió phía dưới tích hợp cản trước giúp định hướng luồng gió và làm mát khối pin. Thân xe VinFast VF9 xuất hiện những đường gân dập nổi, cơ bắp, chắc chắn, đúng chất kẻ đầu đàn. Phần kính tại khu vực cột thiết kế tách làm đôi với logo thương hiệu ở giữa trở thành điểm nhấn vô cùng ấn tượng cho VF9, đồng thời tạo sự khác biệt cho mẫu SUV cỡ E so với các sản phẩm khác chung nhà. Về vận hành, VinFast VF9 được trang bị động cơ điện 2 mô tô loại 150 kW với tốc độ tối đa duy trì trong 1 phút trên 200 kWh. Ngoài ra, xe sử dụng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian AVKD rút tối ưu lực kéo khi chạy đường trường, đảm bảo khả năng bám đường, an toàn khi vào cua, tăng tốc hay di chuyển trên đường trơn trượt. VF9 có khả năng di chuyển ấn tượng lên tới 485 km và 680 km cho hai phiên bản pin cùng nhiều tính năng ấn tượng.